Cả nhà hôm nay thì sẽ đặt Grab đi từ 195 Lê Thành Tôn đến 14 Hoa Sữa. 14 hôm nay đi cà phê chó 14 Hoa Sữa. 14 Hoa Sữa Phú Nhuận. Đó, thì mình sẽ đặt cái Grab car. Ở đây có rất là nhiều xe này. Ví dụ đây Grab car 4 chỗ thì giá 43.000, Grab car plus 58.000, còn Grab car mình sẽ coi nhé, có nhiều loại. Grab bike thì 21.000. Cái này chúng ta thanh toán tiền mặt. Giờ chắc mình sẽ đặt 4 chỗ đi, 4 chỗ đi cho nó dễ dàng. Thì mình chỉ cần bấm đặt xe đây là sẽ có xe tới á. Giờ mình đang đợi hai người nữa, hai người bạn nữa từ bang Cali về. Hôm nay đi sang đây là đi cà phê chó 14 Hoa Sữa Phú Nhuận nha cả nhà. Thì chúng ta bấm ứng dụng này một chút xíu thì sẽ có xe tới á. Giờ mình sẽ tạm dừng cái clip này ở đây. Đây mình đang, đây là khách sạn Ngân Hà, giờ Pháp, giờ Sydney, giờ Việt Nam. Các bạn, Tuấn Dương đang có mặt ở đây là khách sạn Ngân Hà này. Đây có một cô đang cũng mướn phòng ở đây. Ở đây cách chợ Bến Thành chừng khoảng 50 mét anh nhỉ? Đối diện là chợ Bến Thành, đối diện là cửa Bắc nữa. Rồi. Đây mình đi lên là thang máy hết đúng không anh? Dạ đúng. Ok. Đó giá. Dạ, giá phòng hiện tại chúng tôi em những phòng phổ thông là 690.000. 690.000. Dạ, 840.000. Còn những phòng VIP có tầm nhìn ra chợ Bến Thành giá của tôi em là 1.090.000 và 1.390.000. À ok. Và tất cả giá đã bao gồm suất ăn sáng cho sáng mai ở nhà hàng Lầu Sân Thượng, Lầu Chính của tôi. À coi là một đều có bao gồm ăn sáng đúng không anh? Dạ đúng. Vâng. Rồi, địa chỉ đây là bao nhiêu chợ Bến Thành anh nhỉ? 190 ạ. 190 à. Rồi đó quý vị nghe rõ à. Rồi cảm ơn anh nhé. Đây có cái bàn này chúng ta ngồi đây, quầy lễ tân này. Bây giờ mình sẽ đặt họ đang tìm tài xế cho mình đây. Đó, đang tìm tài xế. Rồi, có tài xế Nguyễn Thanh Liêm mà chạy xe Kia Rio á. Anh này chắc chừng chút xíu nữa anh sẽ tới rồi. À, sau khi tới này thì anh sẽ điện thoại cho mình nhá. Đó, tài xế 4 phút đang trên đường đến đón bạn này. Đó. Chúng ta sẽ coi xem anh ở đâu ha. Ở đây này, anh ấy đang ở cái xe này, nó đang ở vị trí này này cả nhà. Chỗ này là bao nhiêu Lê Thánh Tôn chị nhỉ? Em nghe anh ơi. Em ở 1190, em ở 190 là Lê Thánh Tôn anh nhá. Và khách sạn Ngân Hà. Ngân Hà đúng rồi ạ. Vâng ạ. Rồi ok. Vâng ok, em đứng ngoài đường em đợi sẵn để em chào anh. Đó, vậy là tài xế có số này sẽ gọi cho mình chừng khoảng chưa đầy 5 phút nữa thì anh sẽ ghé. Đây anh đang đi này. Giờ chúng ta sẽ đi ra đường để chuẩn bị để đón xe ha. Đây là khách sạn Ngân Hà nha cả nhà. 9 giờ gia đình đi cứ gọi trước con tiếng. Đấy à, chú Liêm ơi tới khách sạn Ngân Hà đón gia đình đi đâu đó. Con hứa là con tới liền. Tại vì dư giả thời gian nó kẹt xe. Vâng. Sài Gòn ấy kẹt xe. Đúng nên rồi. Con tới thành sự con tới trước rồi ha, tới muộn vậy 50 phút rồi vậy đó con gọi cô mà chắc chắn là con tới sớm trước à. Dạ con tới, con đậu gần ở đó, ví dụ như con nói cô chuẩn bị ra đi chưa thì cô nói xuống, cô xuống sảnh là con cũng vừa chạy tới. Okay. Cũng giống như hồi nãy vậy. Gia đình đặt xe vậy đó. Dạ. Dạ. Tại chỗ này chú ở đây chú lại. Dạ con thì lớn lên ở Sài Gòn.
Tôi dạ. Lớn lên ở Sài Gòn. À, lớn Sài Gòn ạ. À. Dạ. Chú năm nay bao nhiêu? Dạ con 4 mấy rồi cô. Là mất nước là chú xanh á hả? Dạ sao con? 75 chú xanh hả? Dạ thưa đúng rồi con. Dạ con xanh lúc gần giải phóng. Trời khổ ha. Dạ khổ lúc đó con đi kinh tế mới. Gia đình bị bắt đi kinh tế mới cũng khổ. Không xanh cái thời đó là khổ. Dạ. Xanh thời bây giờ là sướng. Rồi, bây giờ thì nói gì nữa? Dạ. Anh đang bận quay phim nhé. Tại ngày xưa lúc mới sanh thì trước năm là ông già bị mất rồi. Ồ. Ba con bị mất. Dạ, ngày xưa ba làm cho chế độ cũ. Ba bên không quân. Ồ. Dạ. Ba mất trước năm giải phóng. Khỏi phải đi tù. Dạ. vậy phải, ngày xưa là phải đi tù á có, sau giải phóng phải đi tù á. À, khổ hơn chết. Dạ đi cái đó là gọi là đi học tập. Đi học tập cải tạo hay sao ấy chứ. Khỏi phải tức. Có nhiều người đi học tập chết. Ba thì bên không quân, ba bên tác chiến. Rồi cái đó mấy thứ gì chứ. Dạ. Chắc ông lái F5 chứ, tác chiến là F5. Dạ cậu ruột con thì là lái bên phản lực. Còn ba con thì lái UH. Loại mà trực thăng mà đổ bộ. Chở lính. Dạ. Cái nhỏ. Dạ thưa đúng rồi, ở bảo tàng ở Lý Tự Trọng nó có chiếc phản lực với lại chiếc cái này là mic rồi hay là Dinh Độc Lập có một cái đó. Dạ đúng rồi, Dinh Độc Lập có cái chiếc trực thăng đó anh. À có trong trống á. Mà đổ bộ rồi trực thăng đổ bộ. Dạ quân kích tác chiến gì đó đó. Dạ. Cũng nghe mày a đồ kể lại thôi chứ lúc đó không biết gì. Muốn tội nghiệp hắn chết bố. Dạ. Mẹ mất xong cái được năm giải phóng lúc đó con cũng được lớn rồi xong cái ở Sài Gòn được gần 2 năm nữa mới đầu được lệnh đi kinh tế mới. Tưởng gì được lệnh đi kinh tế mới mà mừng. Dạ lúc đó con đâu biết đâu. Dạ. Lên chảnh mẹ con nách 6 anh em nuôi sống không nổi. 3 năm ở gần Tây Ninh sống không nổi. Mấy người cũng thanh niên, chú bác, đàn ông ngày xưa thấy vậy cũng đi vô rừng hái nảy nọ rồi lạc rú rừng cho mẹ ăn. Cho tụi con ăn sau mẹ chịu không nổi mới trốn về đây. Dạ. Con năm bệnh không có nhiều hình cảnh thương đâu. Dạ. Nghèo cũng khổ mà giàu. Nhưng bây giờ thì nghèo thành giàu. Dạ. Ngày xưa nhà con ngoài Bắc kia là bị quy kết là địa chủ. Ngày xưa ông cụ là đi làm cho Pháp là làm đi nấu bếp thôi. Gọi ông bếp hợp đi giống như xong rồi ông đi làm thì có tiền gửi về vì bếp thì cứ đi theo tàu ấy. Có phải tiêu tiền đâu, thế xong rồi gửi về cụ mua ruộng đất thuê người làm. Thuê người làm xong trời cũng bị quy kết là địa chủ nọ kia thì giống như không có tiến được. Nhiều khi những anh mà bần cố nông ấy, thì sau 75 thì nó lại được ngon. Đấy, còn những cái thành phần mà bị quy kết là tư sản để địa chủ gì đấy thấy cái thời đó khổ lắm. Là cái từ thời pháp thuộc chỉ và... là đúng. Dạ. Cô thì không gặp. Cô năm 75 chạy cút luôn. Vâng. Gặp gì hết. Đây. Ngọc Võ Văn Tần ở Trương Định. Vậy bác có thuộc tên đường cũ ngày xưa với tên đường giờ không bác? Ở Sài Gòn này. Ông ấy sinh năm 75 mà cháu thì sao? À 75 thì... Thì hồi đó ông có 1, 2, à mấy thì... tuổi nên là chắc lúc đấy đổi cũng chưa để ý cô nhỉ? À, chưa biết mặc quần. Còn bé. À. Vậy năm nay chú 40 mấy? Dạ 4 mấy rồi, còn 4 mấy rồi. 75 bằng tuổi chị gái em. Lớn hơn con, bằng tuổi chị gái con. À, Tuấn Dương thì lớn hơn mấy con này mấy tuổi. Còn sao luôn. Chỉ có biết ngày xưa ở Bà Chiểu thì có cái đường Lê Văn Duyệt. À, Lê Văn Duyệt. Có cái trường học Lê Văn Duyệt và bây giờ đổi lại là được cái trường Võ Thị Sáu. À. Là cái trường đó nó cầu bông ngày xưa. Mà. Qua cái đã tới. Chú chạy xe như vậy là theo của chương trình... hay là tự do? Dạ con hợp đồng với lại cái công ty ráp này là họ lấy phần trăm của con. À, xe này của chú hả? Dạ thưa con mướn.
Dạ. Mà tụi con mấy bữa, từ ngày Uber nó rút rồi tụi con cũng hơi nản cái là định trả xe, cái tại vì họ lấy phần trăm cao quá. Ví dụ như con chở gia đình đi được 100.000, họ lấy hết gần 30.000 rồi. Là chưa tính xăng cộ. Dạ, chưa tính xăng cộ. Xe hư mình chỉ. Dạ, thưa đó nó cũng cực nên mình thử con đang cân nhắc con định trả xe. Tại vì xe này con một tháng con thuê cái người bạn cũng tốt nên họ giúp con cũng tháng 9 triệu. Vâng. Nó đúng ra xe này phải 10 triệu. Vâng. 9 triệu là anh thấy bạn ngày xưa cùng cùng học á. À. Nó thấy vậy thôi nó giúp nhưng mà chạy không nổi. Vâng. Lại chạy qua đáp giờ nó lấy phần trăm cao quá. Vâng. Chết luôn. Chịu không nổi. Nếu mà trường hợp như vậy, tôi có ý kiến như vậy này, tại nhà tôi có xe 7 chỗ đó. Nếu dạ. Chú tiếp tục chạy hay là quyền của chú. Nhưng mà nếu sau này mà chú muốn bỏ đó, dạ. Tôi có ý kiến này, một đó là chú ký hợp đồng trong phi trường á. Dạ. Với lại cái tội mà nó chuyên môn nó gọi taxi để chở khách đó. Dạ. Cũng nó cũng rẻ lắm nhưng mà nó chú lãnh lương tháng. Dạ con có kinh qua cái đó rồi. Và không thấy con không thấy hiệu quả. Cô nói thì con cũng xin vô con làm rồi. Cái đó là phần thứ nhất, phần thứ hai nhà có góc xe biển phủ. Cái đó nó có một cái như thế này, ví dụ như là mình có xe đó. Ừ. Thì con có một chiếc 7 chỗ như con vô cược vô giờ ghế á. Thì con không làm vậy mà con sẽ in ra một mớ card music, con gửi những cái dịch vụ lữ hành đó. À. Ví dụ như có người cần đi Cần Thơ, Bến Tre, đi những cái tour du lịch đó, thì họ gọi mình, họ chỉ cái trừ phần trăm mình lại là maximum lắm là khoảng 15%. Thì mình sống được. Còn cô nói thì con đã, ở trong thị trường con đã chạy rồi. Và con cũng xin lỗi ở đây, cũng rằng hỏi không sao, nó đụng chạm rồi. Tụi con vô là nghe cái tiếng miền Nam đó. Xin lỗi em. Nó ép. Sao ép được? Trời ơi. Tức là thí dụ như là có những cái chuyến ngon á. À. Thì nó để cho mấy người đó đi, còn những cái chuyến dở lại còn vậy nữa nó đưa cho mình. Tức là thấy thấy nó có lẽ là nó hơi bất công đối với mình. Thử thôi, tự động cũng chạy được 2 năm rồi đó chứ. Cái đó là cái công ty Sacco. À, Sacco đúng rồi. Vâng. Bận đồ đồng phục. Đúng rồi, mặc đồng phục. Ví dụ như là cô với anh với gia đình vừa xuống phi trường là biết là Việt Kiều về, ví dụ như là nó sẽ dụ cái người Việt Kiều đó là the first time, là mới lần đầu tiên về. Vâng. Mua một cái thiết kế đó. Vâng. Ví dụ thiết kế đó 20-30 đồng vậy đó. Nếu mà người Việt Kiều cũng biết là mua cái đó thì nó sẽ đưa cho cái người kia đi. Vâng. Còn nếu mà cái người Việt Kiều đó mà về ở Sài Gòn rất là nhiều rồi, người ta biết là người ta book có khoảng chừng có 100-200 ngàn thì nó đưa mình đi. Coi như cái số dư đó là mình không được lấy. Vậy à. Nên hình thức cũng hơi vâng. hơi chặt chặt một chút. Rồi cái thứ hai nữa là nhà có xe du lịch cái chú. Rồi có nhiều khi chú liên lạc với ngày em tôi á. Dạ con thì thú thật cô, con nghèo rồi, con không sợ xấu hổ. Nếu mà con ước mơ con cũng nghĩ tới vấn đề đó rồi. Cũng nhưng mà rồi. Tại vì bây giờ con thú thật cô, mình nghèo mà không có tiền nên con không nói được gì hết. Cũng biết bao nhiêu anh em góp ý này nọ, nhưng mà con nghĩ nếu như ước mơ của mình, nếu mà có một cái số nào nhỏ mà con mua được chiếc xe thì con cũng phải làm thôi. Mà bây giờ thì anh hỏi em, mình tay trắng thì có khi mình nói anh em ta không tin. Làm ra mình xạo, mà cái người có tiền thật là nhiều, xin lỗi nói vui không dám nói ai hết. Nhưng mà người ta nói lại tin. Đúng rồi. Mình con nghĩ là con có tiền thì con sẽ làm theo cái ý của con. Được. Thế là nhưng thoải mái nhất. Con mình nghèo mình khổ thì mình cũng không có là phải tội phạm gì, không có gì mắc cỡ hết. Mình cứ nói thẳng thân mình nó như vậy. Con cũng ước mơ, con cũng có tiền, con biết đâu được, con tưởng tượng con trúng từ với số Mỹ hay là với số Việt Nam gì đó. Con trúng đó, nhiều người đây trúng lắm đó, số Mỹ. Dạ. Con chỉ cần vậy thôi, để con làm để có tiền nuôi cho bản thân với lại mẹ. Chứ con giờ. Con dạ con với bà đầm con ly dị nay gần 9 năm rồi cô. Dạ vợ con với lại nhóc của con trai vợ định cư ở Úc rồi cô. Tụi con chia tay ra tòa trước khi dạ trước khi vợ con đi, nên lúc chia tay xong rồi bả mới về gia đình bả, bắt đầu mới gia đình bả mới lo cái chuyện mà giống như lấy chồng nước ngoài vậy đó. Rồi qua bển chung bao nhiêu tiền đó thì cô mới đi, xong thì con ở đây thì ra to thì con nhận nuôi con trai. Thì được 5-6 năm sau cổ về, cổ cũng đề nghị, con thấy ban đầu không cho đi, con cũng chạnh lòng, mình buồn, mình khổ, mình nghèo, cô ta bỏ đi. Không cho con đi, rồi nghe mẹ nói, anh em nói, đồng nghiệp nói hoài, con nghĩ thôi cái tương lai của con gọi cho cô về thì nói chung ra cô cũng tốt, cô bảo lãnh cho con cũng đi được năm mấy hai năm nay rồi cô.
con giờ chỉ có sống cu kỳ mình đây, con có tiền thì con nuôi bản thân con, với lại con nuôi mẹ. Đây, mẹ ở đó giờ cũng một nách nuôi 6 anh em con, ba mất từ lúc đó tới giờ. Chú này cũng đúng. Dạ. Con mà đi nước ngoài thì tương lai nó sống nó bình an hơn, nó sướng. Dạ, con chỉ có hy vọng nó qua bệnh, nó thành người, nó nuôi bản thân nó thôi chứ. Ờ, nước ngoài là vậy đó, thành người nuôi bản thân thôi chứ. Dạ. Vậy là mình cái đó là cuộc sống của tụi nó. Dạ, mình mãn nguyện rồi, tại cái đó có giọt máu của mình. Mà. Dạ. Đường Lý Chính Thắng. Dạ, Lý Chính Thắng, ngã tư ở Trần Quốc Thảo. Trần Quốc Thảo, dạ. ngày xưa là đường Yên Độ. Dạ, quay tay phải ra hướng Bùn Nhất, còn quay tay trái mình sẽ đi về Tân Bình sân bay. Vâng. Còn mình đi qua Phan Xích Long chỗ qua sữa, mà gia đình order thì mình đi hướng này. Vâng. Nó gần, nó ven đi, đi kiến sạc. Ngày xưa cô ở trong Sài Gòn là cô ở Phạm Văn Hai à? Cô ở đúng rồi, chợ ông Tạ. Chợ ông Tạ, vâng. Con lúc mới vào con chả biết đâu ở đâu, cứ bảo ngã ba ông Tạ ở chợ ông Tạ. Ôi, chợ ông Tạ là thịt chó. Dạ. Vâng. Mà cô không có biết ăn thịt chó. Và cô cũng không thích. Vâng. Con cũng giống cô, con không có thờ ông bà gì hết. Con chỉ có thờ Phật thôi, nhưng mà con cũng không ăn thịt chó. Dạ. Con ngày từ ngày vào đây thì có miếng thịt chó đâu, kể cả về Bắc thì về toàn dịp Tết thì cũng chẳng ai ăn thịt chó, nên là mười mấy năm thì không ăn. Thấy con chó nó có nghĩa. Mà đúng, thực ra nếu mà mình nuôi nó mình mới thấy nó có nghĩa lắm anh. Có giống nhiều khi nó khóc, nó vui buồn. Nó từ nhỏ lớn chứ mà mình đi đâu 2-3 năm nó mà còn sống hay nó còn ở đó, nó về nó nhớ, nó mừng lắm, nó vui. Dạ, nó có thể xin lỗi mình nói theo cái tâm linh, có thể là nó xin lỗi mình nói vui rồi, nó hơn con người cái vâng, đó. Vâng. Nó không biết nói không thôi, nó không giống. Thì người ta có một cái câu là gì vậy? Con không chê cha mẹ khó, còn chó không chê chủ nghèo. Đấy. Mình có cỡ nào thì nó vẫn trung thành với mình. Chó nhà cô nó là sếp cô sao? Ra là sau này đi bộ đội ở trong rừng như nữa, mà về đến cái phùng ở bên Campuchia, và anh em thì ngày xưa Bắc Trung Nam nó tụ vô. Vâng. Đi bộ đội mà bị mấy ông này bắt đi. Vâng. Xong bắt đầu cái qua bển về cái phùng mà làm chó mình cũng không ăn. Nhưng mà ví dụ khuất mắt anh em nói là cái này là thịt dê, thịt rừng thì ăn ăn. Cũng đó anh em nói mà thịt chó xin lỗi là phải chạy ra ngoài sau móc con miệng ra. Mặc dù mình không thờ cúng gì hết. Đúng rồi. Nhưng mà tự nhiên mình thấy, tự nhiên mình tội đó, mình có một cái cảm giác cảm giác tội lỗi nọ kia. Không thích. Dạ, mà con mèo thì nói chung ra thì mình không thích, nhưng mà mình cũng không ăn con mèo. Vâng. Tại vì mình thấy, con gì cũng vậy, nó tóm lại dạ, nó có một cái đó không hiểu đến bây giờ lớn từng tuổi này chưa lý giải được. Dạ. Tại mình không thích thôi chú. Dạ. Dê tụi đâu ăn, có nhiều người nói thịt dê nó chị thử mấy cái thôi cảm ơn chú. Không ăn thịt dê không ăn. Nhưng mà cô ăn chay trường thì cô có phải uống vitamin bổ sung gì không? Có chứ. Mà mấy hai ngày hôm nay cô quên uống. Bận quá. Ngày hôm qua thì bệnh từ người nay thì thở thở. Nhưng mà con để ý là thấy là giống như là các cô chú hoặc anh chị bên đấy về là thường thấy trẻ hơn so với tuổi. Bởi vì chắc họ dùng vitamin gì đấy xong rồi da rẻ đẹp. Khí hậu ạ. Ở Việt Nam thì cũng xin nói vui cái là ví dụ như em 50 tuổi, anh 50 tuổi. Vâng. Nhưng mà nếu anh ở Việt Nam bây giờ mà em cũng ở nước ngoài thì khi mà hai người đàn ông ngồi nhau mà để cho người thứ ba ta dùng lúc nào em cũng trẻ trung hơn. Em có thể là manly hơn như nó. Vâng. Em có một cái gì đó. Còn người Việt Nam thì nó đúng là sướng hơn cực khổ con nói, nhưng mà chắc là khí hậu đó. Vâng. Nó nhìn hai cái người nó khác nhau.
có thể là vậy, đừng có nói đến phụ nữ có nhiều mà. Người bên bển 50 tuổi chứ về đây mới nói, nếu mà không nói tuổi mình cứ nghĩ cô này khoảng chừng 40-41 rồi mà. Nó có một cái gì đó mà mình không có diễn giải được. Cái cách đây chừng hơn khoảng tháng ngồi với cả chỗ anh Lâm, có cái chú này nó 67 tuổi mà nhìn trẻ lắm, cứ nghĩ khoảng ngoài 50 à. Giống men lì. Ui, da rẻ mà form người, không có bụng mà ông chơi thể thao, nói chung bảo cơ bắp các thứ nhìn đẹp lắm. Cô tại từ cái hôm về chuẩn bị về ăn thả giàn đấy, chứ sự thật cô cũng không dám ăn nhiều nữa chắc. Vâng. Ăn có tiêu chuẩn, có nhiều đó ăn hết thôi đó dám chị. Từ cái hôm mà chuẩn bị về đó thì cứ bận rộn, cứ vất 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 cho sợ quên. Đây góc Hai Bà Trưng và Trần Quang Khải. Bên kia là chợ Tân Định. À, chợ Tân Định. Chợ Tân Định cũ rồi đó thế giờ. Dạ. Dạ. À, còn cái đường này cứ đi về là một lát sẽ về Quận Bình Thạnh chỗ gần nhà anh đó. À. Nó qua cái cầu Bông. Vâng, qua cầu Bông. Chắc có lẽ cô biết cầu sắt ngày xưa ở Bùi Hữu Nghĩa. Ngày xưa có nó để đường này xe lửa chạy cái thời Pháp thuộc rồi qua Mỹ, giờ họ bỏ rồi. Họ xây lại cầu xi măng. Rồi xuống chút xíu nữa là cái địa danh ngày xưa ông bà mình ở đây là Lăng Ông Bà Triệu. À, Lăng Ông Bà Triệu ạ. Vâng. Vâng, Tả Quân Lê Văn Duyệt. Dạ. Em chưa đến đấy đâu nhé. Em chỗ Tả Quân Lê Văn Duyệt em chưa đến đấy. Dạ. Thì nếu mà đây maximum lắm là khoảng chừng 1.5 cây là tới rồi. À vậy ạ. Dạ. Nó qua cái cầu đó gọi là Quận Bình Thạnh, còn bên đây là nó quận nhất. Vâng. Dạ. Còn hồi nãy mình đi cái đường Lý Chiến Thắng thì ngày xưa nếu mà cô ở đây chắc có lẽ cô biết là ngày xưa là chè Yên Đỗ. Chè Yên Đỗ. Nổi tiếng. À. Và bây giờ nó gọi là đường Lý Chiến Thắng. À. Gọi là chè Yên Đỗ. Còn bây giờ chè Yên Đỗ không còn nữa sao anh nhỉ? Đúng. Vẫn còn, nhưng mà kiểu như là gia đình cái những cái người mà ngày xưa nấu rồi đến giờ truyền lại cho có dòng họ nhưng mà có lẽ là nó mai một. Vâng. Nó không còn được ngon nữa. Giờ nó không còn. Ví dụ như địa danh ở đây, ví dụ như về tới đây là chợ Tân Định, ví dụ như có thể là những cái người mà lâu năm như cô biết ở đây quay tay phải là đường Hữu Cầu thì nó sẽ có một cái bánh bún bò Huế của O Châm. Vâng. Là nổi tiếng từ hồi chế độ cũ tới giờ. O Châm. Bây giờ người ta vẫn còn tới ăn. À. Bún bò Huế ở đây là nó được có cái là cái nước bún bò Huế, cái thịt nó mềm và cái cùng đó là cái chả lụa họ tự làm. Vậy ạ. Nó rất là không có quá chất, you know. Vâng. Nó ok, nó ngon. Đó thì thường thường ví dụ như mà người nào nói bất tài trở ra ngoài Quỷ Hố Cầu ăn bún bò Huế O Chanh là mình biết. Bây giờ tiệm O Chanh thì vẫn còn này. Yeah, easy. Vào cái phải là tới thôi. Ồ. Còn ở đây thì nó thêm một cái mà nổi tiếng nữa, gia đình cũng biết luôn, em cũng biết luôn là bánh xèo Đinh Công Tráng. Bánh xèo Đinh Công Tráng. Yeah, à. Cũng gần ở đây luôn. Nghe chú này có đi rồi. Vâng, à, bánh xèo Đinh Công Tráng em có đi rồi, okay, như vào thì nó cũng vết đi ở đây luôn. Vâng vâng. Quay tay phải là tới. Vâng. Còn mình thì phải qua cái cầu quay tay trái qua quận Phú Nhuận. Vâng. Giờ nó don't stop here. À. Nó không có cho quẹo. Nó ra phải quấn dọc xuống một chút xíu. Còn là xíu con nó cũng đẹp, nó ổn. Không vào trong kia thì nhiều, hình như có hai ba chỗ. Mấy đứa này nó thương chó lắm. Em thở đó, nuôi mấy thú vật mà giờ phải chia ra hai một toán đi qua Việt Nam. Bạn gái của con lúc trước còn quen ở bên Pháp vậy, lần lần về cái là cũng phải mướn người nuôi hai con chó bên Pháp cho ta coi, xong mới đi về Việt Nam an tâm. Mà... à, cô nuôi một con mô đồ với là một con gì mà ở Bắc Cực, mà cái con gì mà nó bự mà tuyết nó con người nó bự rất là bự, nếu mà so sánh cô ta ngồi với con đó giống như con gấu mà ngồi với con người á, nó bự quá đi chó mà... dạ con chó đó. Mà ừ, con hỏi sơ qua thì cô nói là con chó đó là nó sống ở vùng Bắc Cực, lông nó nhiều, nó giống con gấu mà nó bự, mà nếu mà sao nó ăn cái gì mà nó bự dữ, cái đầu của nó háp ra cái gần gần hết cái đầu của mình á. Mà cô ngồi kế bên với lại con mô đồ có chút xíu thấy mắc cười. Hình như cái chó đó là gọi là chao chao. Dạ, tôi không có biết cái tên đó con. Yeah. Nên nghe cô đó nói thì mình cũng nói trời ơi em luôn. Bear, right? Dạ. Cứ nghĩ nói trời nó mà nó hung dữ lên cái nó dồn một cái chắc chết quá. Tại cô chụp hình thì cô xíu con chó nó vậy, mà nếu mà nó đứng lên á thì nó cao hơn cô đó rồi. Ôi dạ. Còn cái con mô đồ thì biết rồi, chút xíu à. Nó xù xù vậy thôi.
Đó, thôi cổ nó vui, nói có thích con chó thì không đem về nuôi, nó thôi nói mà không có đủ tiền mua thịt bò cho nó ăn chết. Ở đây còn có ăn mà mua thịt bò cho nó ăn nó chắc chết luôn. Chú có biết thức ăn của chó đắt hơn thức ăn của người? Dạ con có biết. Dạ con biết chứ, tại vì con cũng ở nhà bà con, con mấy cái người bà dì con bà giàu bà nuôi mấy con chó, mua đồ bà nuôi con chó đó, là bà cũng kêu con lấy xe đi shopping á, vô chỗ tiệm chó đó mua áo rồi quần áo đồ ăn của nó, con thấy mấy cái bịch bịch đó. Chú có ra nước ngoài rồi hả? Dạ thưa không, con ở đây hồi đó giờ con là ở đây chứ con chưa có đi đâu, con có chỉ có đi bộ đội cầu thì con qua Campuchia thì có. Tại vì con ở nhà thì con không có làm gì, lúc mới giải phóng con không học cái này tới chốn, nhưng mà mẹ con thì ngày xưa là nữ sinh vô Gia Long. Mẹ con mới thích tiếng Anh, mẹ nói chứ con nói với mẹ dạy con tiếng Anh nói chuyện đi người ta. Thì mẹ nói dạy con nói vậy thôi chứ con lắng nghe vậy thôi chứ con không có đi đâu hết. Ồ thế là bà giỏi. Ồ hôm báo có đăng có một bà cụ bán vé số mà bà nói tiếng Anh cực giỏi. Bà nói tiếng Anh nói chuyện với Tây, bà ở mẹ anh đó thì là ngày xưa đi sinh Gia Long chắc có lẽ cô biết. Xong rồi lúc mà lấy được ba đó thì ba cũng ngày xưa làm ở cái khu quân đó. Ba mới giới thiệu mẹ vô làm ở căn cứ Long Bình của Mỹ. Thì mẹ phải tiếp xúc với người Mỹ, đem ra là bây giờ thì mẹ vẫn còn nói chuyện ok, nhưng mà mình cái thời điểm mình thì bị dốt rồi. Lúc nghèo khổ quá đâu có tiền đi học mới giải phóng nữa, đâm ra lúc đó đam mê tiếng Anh lắm, lại nghe nhạc cái con anh hát theo được hết á, không biết cái đó là cái gì. Xong mẹ mới nói bây giờ con không có trình độ thôi mẹ dạy con một ngày hai chữ hai câu, một câu tiếng Anh câu nói câu trả lời, một tháng con hơn người ta 60 câu. Con nói chuyện với mẹ cảm thấy mẹ nghe được là con nói chuyện người nước ngoài nghe được. Lúc đó mẹ dạy anh cứ thế mà anh học những cái gì anh không biết, anh nghe xem phim cổ gì đó, anh nói mẹ cái tiếng này nó dịch ra sao mẹ nói vậy anh sẽ lắng nghe anh nói y chang. Thì mà đúng hay là anh là dốt. Nữ sinh Gia Long mà. Dạ. Nữ sinh Gia Long ngày xưa giỏi và đẹp đúng không? Nhìn anh mấy ông không quân này cũng ghê lắm, toàn là chọn nữ sinh Gia Long với Trương Vương. Mấy ông không chọn thường đâu, mấy ông không ghê lắm. Dạ mẹ con thì con phải công nhận ngày xưa mẹ con bằng áo dài rất là đẹp, còn mấy cái phim mà hình trắng đen mẹ con giữ lại, con thấy mẹ con ngày xưa cũng cao và đẹp, ba cũng cao. Ông nhìn anh cũng đẹp, chắc là ba mẹ rồi. Phải đẹp ấy. Dạ anh già rồi. Không. Giờ anh là coi như là vẫn rất phong độ ấy. Không. Dạ. Bây giờ chỉ có cầu mong cho có sức khỏe là tốt nhất em đây. Dạ. Chú còn trẻ mà, tôi 70 tuổi đây chú. Dạ con thì con không dám nói ai, con chỉ con có cầu mong có sức khỏe để con đi làm nuôi gia đình gì hoặc là nuôi mẹ con thôi, chứ con không có nghĩ gì hết trơn. Nhưng mà tương đối chú còn tới 20 năm nữa ấy bằng tôi. Dạ con cảm ơn cô. Chú còn sống dài dài, còn khỏe dài dài. Đi qua sữa ở đây rồi. Cái kiểu cắt ở đây không biết có đúng. Thằng này nó định vị sao? Đúng rồi, nó kêu về vô đây. Vâng, chắc là anh coi vâng. Dạ. Mấy cái định vị ở Việt Nam này nó cũng linh tinh nó chính xác lắm, mình phải để ý theo dõi nữa. Em đi xe Honda thì em nhớ đường, nhưng mà đi này thì em chịu này sai đấy. Không phải mình không quan là không phải hình như đi để lên chỗ vâng, hình như lên trên xíu. Ở đây thì nó qua nhiều lắm, vâng, qua Phượng, qua Hồng, qua Đào, qua gì vâng, đủ thứ qua hết. Kêu dòng lại ta. Chú từ từ chạy chú ơi. Dạ con đang tìm cho con cái địa chỉ. Dạ. Kêu dòng lại. Tôi thì dạ cô an tâm. Tôi thì du lịch thì sợ cái chú bên cạnh chú bắn thôi. Không rồi, cứ đi đi cô. Dạ, bún mắm đứng tận. Bún mắm vào 50 mét. Hay chà. Chắc éo qua mấy con cá. Lại một người cái cạc một người ấy. Tiền in ba cái giấy còn đắt lắm. Vâng. Thôi bây giờ cạnh tranh nhau thì cũng phải chấp nhận. Vâng. Lại phải muốn người đưa giấy nữa. Mình hoa sứ kia rồi, mình là đã số bao nhiêu nhỉ?
Dạ, cái đó cũng là tốt mà con. Cái đó là mình làm công quả như là tốt. Đây qua sữa. Vậy không rồi chú ơi. Ai cho chó. Dạ, là mình sẽ vô đó thôi. Dạ. Hình như 14. Dạ. Chỗ này tối ngay ngã ba thì chị nó bán cơm tấm rất là ngon. À, vậy ấy. Dạ. Dạ, tới chưa? Nếu như định coi chỗ nào tới. Coi đây, đây, Hachachiko gì đây. Đây, 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 đúng rồi. Chỗ này đúng rồi nha. Rồi, xin cảm ơn gia đình ủng hộ. Dạ. Dạ, chúc em trẻ đẹp, chúc cô nhiều sức khỏe. Vâng, dạ, dạ, cảm ơn. Good luck. Oh my gosh. Là to cái miệng vừa rồi. Dạ, có 42 ngàn cô. Chắc, dạ, chắc coi. Cô gửi chú chăm luôn đi. Thôi, gửi anh cà phê đi. Anh chạy nhiệt tình nọ kia thì thôi. Tôi gọi chú, tôi có số vô. Vâng. Rồi, rồi, cảm ơn anh nhé. Anh xin cảm ơn. Vâng, vâng, rồi, chào anh nhé. Dạ, dạ, dạ. Xin cảm ơn. Gửi cho gia đình có nhiều sức khỏe. Dạ, dạ, rồi, cảm ơn anh. Dạ. Bao nhiêu lối này? Mấy giờ rô? À, rô luôn rồi gì chú? Lối này rồi. Để dép ngoài ấy. Để dép ngoài đi. Ờ. Mang dép này đó. Đi cho thẳng vô lên là một order này cho chị nói trước. Ờ, ok. Lên là một cà phê dưới này cả nhỏ. Ờ, lên là một order trước gì em? Xong lát xíu xuống hay sao? Đi, coi, lên trên này. Ôi, xỏ dép, để dép mình lên trên này. Wow, đây có một... Ok, vào đây nhé. Dép để ngoài hay đi cả dép vào ấy? Dạ. Đi cả dép à? Dạ, đi cần dép à chú. Đây dép đây rồi, chú đi dép của... Dạ. Ừ. Dạ. Chị. Do order là... Do hàng trong này chị ạ? Dạ, đúng rồi. Nó cắn không chị? Hai chị! Dạ, bước vào đi ạ. Đi cùng với em. Mơ, được cà phê. Em sợ quá. Em nhìn thấy em sợ. Em đi với cả chị này mà em thấy em sợ quá.